Hello, chào mừng tất cả anh em đến channel của mình nha. Hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em con game thẻ bài, con game anh em đánh bài ấy. Anh em nào từng chơi qua con game Hearthstone rồi thì anh em cũng biết cái kiểu chơi này, nó khá giống với con game Hearthstone, nhưng mà cái này là còn con game NFT em nha. Em vừa có thể chơi game kiếm tiền và có thể giải trí. Cách kiếm tiền trong con game này thì nó cũng đơn giản thôi. Chúng ta đánh ở những cái mức rank này, mở những cái phần những cái gói pack này ra. Đây là vừa em thấy những cái gói pack này mở ra được. Sau đó chúng ta sẽ kiếm cái điểm flux là chính cái điểm sao này. Sau đó anh em vào trong phần for này, anh em chế ra những cái card NFT, anh em bán ra đồng ETH là có tiền. Ở đây nó đòi hỏi đồng flux và đồng S-Gold. Đồng S-Gold này thì anh em làm ở những cái chuỗi nhiệm vụ thi đấu 60 trận cuối tuần thì như được mấy đồng ấy. Cái đấy mình chưa rõ, 6 tiếng nữa, 5 tiếng nữa mình mới được test thì mình mới biết. Thì đúng 60 trận trong vòng mấy ngày ấy, thứ 6, thứ 7, chủ nhật đến thứ 2 thì nó chúng ta vào đấy claim. Các con tướng trong này thì cũng đơn giản đâu, thần rừng này, thần ánh sáng này, thần chiến tranh, thần bóng tối, thần chết, thần lừa lọc, thần xin gái. Đây đây những cái bộ bài cơ bản, sau đó anh em sẽ copy ra, anh em set những cái bộ bài riêng biệt của mình. Và chúng ta ấn play thử nha. Mình làm qua cái chỗ nhiệm vụ tân thủ rồi, bây giờ mình đang đánh để kiếm rồi. Chúng ta đợi đợi trận này mình sẽ gặp thần chiến tranh anh em ơi. Chọn cái thẻ này đi. Đầu game thì nên lấy những cái con tướng 6 thấp anh em ạ. Đây những con tướng sao thấp. Vì cộng 1 tua friendly creature. À. Hôm nay đã triệu hồi một con hắn công 2 thủ 3. Con này hồi máu, một máu cho đồng đội. Trận này bỏ ra. Hiệp này bỏ. Hiệp tiếp theo nó sẽ được tăng 2 sao này. Qua mỗi một hiệp mình đấy nó sẽ tăng cái đống sao lên. Nhưng mà khi lên đến 6, 7, 8, 9 thì phải qua mấy hiệp lận nó mới tăng cơ. Thằng chơi thần chiến tranh này thì nó thường chơi những cái thẻ nhỏ anh em ạ. Những cái thẻ nhỏ. Căng nhờ. Sau được 3 3 với 4 rồi. Bắt buộc à? Không đánh thì nó rỉa máu nhiều lắm. Để sang bài thôi. Hai ba ba
ba bốn một ba và con này đi nha mày. Bây giờ không biết là nó sẽ đánh mình hay là nó sẽ đánh quái này. Nó quyết tâm đánh mình anh em ạ. Căng thinh à. Mình sẽ cho nó đánh mình để mình sẽ triệu hồn này. Hai con này lên. Khi cái con goat bên mình nó còn 15 máu và thấp hơn đấy, nó sẽ triệu hồi những cái con rất là xịn sò. 4 với 2 6 3 4 chết rồi, hơi ngáo rồi anh em, phí quá. Nhưng mà thôi, chấp nhận thương đau, chấp nhận thương đau. Đáng lẽ chỉ cộng cho con một kia lên hai strength thì còn đấy là chỉ chết con đấy mà, còn giữ lại một cái con không một, giữ lại một con không một, nó vẫn là ngầu hơn. Năm toàn mà anh em ạ, không có hồi máu này thì sao, nếu có cái nào hồi máu không. Bảy máu
này là phải giết giết hết tất cả những con quái thú nào xuống sân của nó, mình sẽ còn cơ hội câu kéo trận đấu được 4 lượt nữa. Căng nhờ này, phải triệu hồ con này lên tăng này em. Sáu ba bảy tám thôi, đấm cho nó chết hết luôn đi cho nó nhanh. Chưa kiểm soát, nhưng mà cái thẻ này của mình kiểm soát này chưa ổn lắm anh em. Nếu anh em thấy chưa ổn thì anh em vào chỉnh, anh em vào chỉnh xét lại. Hình như một cái bộ này của mình chưa có hồi máu. Cái này này là một trận nữa đi cho nó rực rỡ nào. Nữ thần chết, mỗi con tướng thì cho nó có khả năng đặc điểm đặc trưng, điểm mạnh điểm yếu riêng. Thần chết này thì nó thiên hướng về những con tướng sau khi chết nó sẽ hồi sinh một con khác, hoặc là nó sẽ hồi sinh một con khác thành những con chỉ số to hơn nữa, thì đấy là điểm mạnh của này. Như cái con vẫy con phép thần bóng tối như nó thì thiên hướng về cái khả năng phép
Còn những cái bài cơ bản như những cái con lợn với những cái con kia ấy, thì mình thấy mình nghĩ là cái bộ những cái đấy là những cái bài cơ bản rất là xịn sò. Đây, như con lợn này chẳng hạn, rất là mạnh, lợn rất là mạnh đấy anh ạ. Con này cái lá này mình thấy rất là hay luôn, nó có cái vị thần chết này này, sau khi chết mà dưới 15 máu này, mà con này lại có cái thẻ hồi máu chứ, hồi những 7 máu xịn. Đi hai đam vào quái thú của mình, nhưng mà xin lỗi hồi 2 máu. Mình thôi lại được 2 máu rồi đây, còn 1 máu lên thành 2 máu, xem mà đội bạn này sẽ ra con gì. Đấy nhỉ, ghê nhỉ. Đánh mặt tướng thôi anh em. Đánh mặt tướng là để lấy cái điểm cái thích này này, cái điểm này là cái điểm gì em không nhớ tên, lấy anh em sẽ triệu hồi được. Mấy cái này như không xét được anh em ạ, những cái này thì nó là dân gia đình này. Hai một thẻ này chắc ngon hơn này. Hai một hai hai, đánh cái thằng quái này nhưng mà nó có cái hiệu ứng bị điên đấy, nên nó sẽ đánh 50% ngẫu nhiên, bộ loại bỏ cái mục tiêu của mình, nó sẽ đánh loạn lên anh em, chứ không phải là nó sẽ đánh đúng cái mục tiêu mà mình chọn nhé. Cái hiệu ứng bị điên thì nó còn cái bất lợi như vậy, nhưng mà cái điểm cộng ở đây là nhiều con tướng như này chỉ số nó rất là cao, mất một mana mà được 2 công 3 thủ, 2 công 3 máu, 2 công 3 máu này nó quá ngon. Năm mana rồi anh em này. Hai.
Vụ của mình là giết hết bọn kia, giết hết bọn quái. Một con to đang đấy. Hai mà lên à, 15. Hai con frontline luôn, hai thằng tăng. Nhưng mà chú rất mạnh nhưng mà anh rất tiếc. Hy sinh con này đi, chả cần múc bài nữa anh em ạ. Đấm vào mặt nó luôn. Xem này bốc được cái gì. Nó đầu hàng rồi. Game chơi rất là bánh cuốn nha. Thế là thôi, chắc có lẽ mình cày tiếp đây. Cũng mới chơi, chưa được dê nó danh mythic. Cũng là cái danh cùi này các bạn. Danh này gọi là danh tân thủ này. Chơi một lần thời gian nữa mới kiếm được bài ngon, bài xịn. Midnight Shadow như cái danh mythic mà là danh mạnh nhất hiện nay. Cày thôi, nó bye bye và hẹn gặp lại anh em nha. Bye bye.